Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nấu Ăn Chay, Trồng Rau Làm Vườn. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 10, 2019. Hôm nay mình lại tiếp tục phần 5 của đề tài nông nghiệp tự nhiên. Hồi trước mình có ra một video nói về Chicodeckma, thì có một bạn yêu cầu mình làm thêm về Pseudomonas nữa. Nên giữ lời hứa hôm nay mình sẽ nói về Pseudomonas. Nhưng mà quan niệm của bản thân mình là không thích những sản phẩm vi sinh và sản phẩm hóa học luôn. Nên mình sẽ nói sơ lại trong cái phần 4 mình đã nói rồi. Nhưng phần này mình cũng muốn nhấn mạnh lại cho mọi người nghe thêm một lần nữa. Mình sẽ nói về một số đặc điểm của Pseudomonas. Pseudomonas là một loài vi khuẩn gram âm. Và nó di chuyển nhờ roi và nó không có bào tử. Và vi khuẩn này có mặt ở khắp mọi nơi luôn. Và cái vi khuẩn này ấy, thì nó có hai quan niệm trái chiều giữa bên y tế và bên nông nghiệp. Bên y tế thì cực kỳ sợ cái vi khuẩn này luôn, mà bên nông nghiệp thì hiện nay người ta cũng bắt đầu sản xuất một số chế phẩm nông nghiệp chứa Pseudomonas này. Bây giờ thì nói về cái tại sao mà trong y tế họ lại rất sợ cái vi khuẩn này. Bởi vì vi khuẩn này nó có cái dòng gọi là Pseudomonas aeruginosa. Cái giống này nó gây những cái bệnh nhiễm trùng trên cơ thể con người ấy, nhiễm trùng cực kỳ mạnh luôn. Và rất là nguy hiểm đến tính mạng con người, nên người ta rất là sợ. Tiếp theo là nhóm vi khuẩn Pseudomonas fluorescens. Thì nhóm này là gây các bệnh ở trên thủy hải sản ấy, gây cái bệnh lợ loét trên da cá và gây ngộ độc thức ăn. Loại này cũng rất là nguy hiểm. Đặc biệt là đối với môi trường nước, các loài sinh vật ở trong nước rất là nguy hiểm. Và cái loại này là cái loại gây tranh cãi nhất luôn. Bởi vì bên chăn nuôi thủy hải sản, bên sức khỏe con người thì loại này được cho là nguy hiểm. Nhưng bên nông nghiệp thì lại dùng cái loại này để mà sử dụng trong nông nghiệp, để mà phòng trừ một số bệnh héo rũ, chết nhanh, chết chậm. Mình chưa biết là hiệu quả thực sự của nó như thế nào, nhưng mà thấy bắt đầu họ sử dụng khá là phổ biến cái loại này để phòng trừ những cái bệnh về Phytophthora rồi Solanium này nọ rồi á. Người ta nghiên cứu thì cho rằng ngoài cái tác dụng mà phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm, héo xanh, thì nó còn có tác dụng mà chuyển hóa thuốc diệt cỏ để mà làm giảm dư lượng thuốc diệt cỏ trong vườn. Rồi nó còn có khả năng tiết kháng sinh để tiêu diệt một số vi khuẩn theo cái phương pháp đặc hiệu, có nghĩa là ổ khóa và chìa khóa ấy, là một số loài nhất định có cái khả năng mà tranh giành sắt đối với mấy cái loài vi sinh vật khác, để mà vi sinh vật khác nó không có sắt để mà sống ấy, thì nó có cái khả năng đó. Đó là những gì mình tìm hiểu được về tác dụng của Pseudomonas. Ở trong nông nghiệp người ta sử dụng hai loại Pseudomonas chính, đó là nhóm Pseudomonas Putida và nhóm Pseudomonas fluorescens. Hai nhóm này thì cái nhóm Pseudomonas Putida thì chưa có mấy cái nghiên cứu mà nói là nó gây nguy hiểm cho con người và động vật, thì chưa có bao nhiêu nghiên cứu hết, nên mình cũng không đảm bảo được cái sự an toàn của nó là như thế nào. Nhưng mà riêng cái nhóm fluorescens thì nhóm này mình nghĩ là bây giờ họ sử dụng cái nhóm này là nhiều nhất ấy. Nhưng mà mình nghĩ cái nhóm này nó y như là một con dao hai lưỡi á. Thì đó đúng là tiêu đề mà mình đặt luôn á. Như lúc nãy mình nói, nhóm này là gây bệnh trên động vật, đặc biệt là trên các loài sống trong nước là cá, vân vân. Và người ta khẳng định cái nhóm này an toàn để sử dụng trong nông nghiệp. Đó là người ta nói là cái nhóm này không sống được quá 32 độ C. Mà cơ thể con người thì 37 độ C. Vì một cái đó mà họ nói là nhóm này nó an toàn. Nhưng mà bên y tế thì lại nói là cái nhóm Pseudomonas này là cái nhóm mà biến đổi cực kỳ nhanh và kháng thuốc cực kỳ nhanh. Thì mọi người thử nghĩ xem, một cái loài mà biến đổi cực kỳ nhanh, kháng thuốc cực kỳ nhanh đấy, nó có thể thay đổi nó bất cứ lúc nào. Thì chẳng lẽ bây giờ nó không sống được 32 độ C thì sau này nó cũng sẽ không sống được 32 độ C hay sao? Và cái nghiên cứu mà nói nó không sống được 32 độ C đấy là lâu lắm rồi. Thì bữa nay có một số cái nghiên cứu người ta đã nói là cái loài này người ta đã tìm thấy được nó sống trên cơ thể con người là 37 độ C rồi. Đó, mọi người thấy nó biến đổi cực kỳ nhanh, nên vi khuẩn này nó rất là nguy hiểm, nó
Bữa trước mình nói về chi cô đạc ma thì nó cũng bình thường thôi, nó chỉ gây những cái nấm mốc các thứ thì nó còn chưa đến nỗi là nguy hiểm đến sức khỏe. Còn cái loài này nó mới gọi là nguy hiểm đến sức khỏe con người. Vậy thì một cái loài đã có khả năng tiềm ẩn nguy hiểm như vậy rồi mà sao người ta lại sản xuất số lượng lớn được? Mà người ta phân lập cái loại này từ đâu chứ? Chắc chắn là họ phải đến những cái vườn mà có biểu hiện bệnh héo xanh, chết nhanh chết chậm đó để mà họ phân lập lấy cái loại này về để mà nuôi cấy. Tại vì trong tự nhiên rất là hay, bao giờ mà nó có những cái biểu hiện bệnh và vi khuẩn gây bệnh các thứ thì cái loài thiên địch của cái con vi khuẩn gây bệnh đấy nó cũng sẽ xuất hiện. Nếu như mà họ đi vào một cái vườn mà không có biểu hiện bệnh đó, họ tìm thì có thể sẽ khó hơn. Chắc chắn là vi khuẩn này thì tồn tại khắp mọi nơi nhưng mà mật độ nó không cao. Còn họ đến phân lập ở những cái vườn mà nó có biểu hiện bệnh rồi thì mật độ của cái vi khuẩn Pseudomonas này nó sẽ cao hơn. Vậy thì điều đó chứng minh điều gì? Đó là cái vườn bị bệnh đấy nó cũng đã xuất hiện Pseudomonas để mà tiêu diệt cái bệnh đó rồi. Chứ đâu có phải là chúng ta bổ sung bên ngoài này vào. Bổ sung bên ngoài này là suy nghĩ đơn giản của người ta là bổ sung vào để mà cho nó tăng cái số lượng quân số của Pseudomonas lên để hoạt động tốt hơn, hoạt động nhanh hơn thôi. Nhưng chưa nói đến, giống như bữa trước mình nói đến trong cái video Chi Cô Đạc Ma thì những cái loài Pseudomonas này nuôi nhân tạo này nó yếu ớt và nó không phải là loài bản địa. Thì cái hoạt động nó không tốt được, dù gì nó vẫn thua cái loài bản địa. Còn tại sao mà vườn có biểu hiện bệnh? Pseudomonas trong vườn bệnh cũng có rồi, nhưng mà tại sao vườn đó lại không khỏi bệnh? Nó rất là nhiều yếu tố. Ví dụ như là vườn đã bị bệnh thì do pH nó quá thấp, đất quá chua, hoặc là vì lý do nào đó thì vườn nó mới không hết bệnh được. Chứ nếu như cái vườn đó mà mọi người thấy nó mọi thứ đều ổn hết thì chắc chắn là vườn đó tự hết bệnh thôi, nhưng do cái vườn đó là chưa ổn thì nó mới chưa hết bệnh. Và những cái vấn đề quyết định cái vườn của mình có ổn hay không, sức khỏe của vườn có tốt hay không thì mình đã nói ở những video trước rồi, mọi người xem lại nhé. Cái loài mà Pseudomonas fluorescens này nó đã không còn là cái loài mà chị sống được dưới 32 độ C nữa, nó đã xuất hiện trên cơ thể con người 37 độ C. Vậy thì nếu như nông dân mà ai mà khỏe mạnh thì không nói, vậy thì cũng có một số nông dân sức đề kháng yếu hơn bình thường, hoặc là những người nông dân mà cơ thể họ đang có vết thương, vậy thì họ sử dụng cái Pseudomonas này đi dùng trong vườn của mình, lỡ đâu mà cái vi khuẩn nó dính vào vết thương đó, vậy thì lỡ đâu là người nông dân sẽ bị nhiễm trùng thì sao? Cái này sử dụng rất là nguy hiểm. Rồi nó lại gây bệnh trên trên cá, rồi trong các động vật dưới nước, tại vì động vật dưới nước cơ thể nhiệt độ nó thấp hơn mình mà. Ví dụ như là dư lượng cái Pseudomonas đấy nó còn dính ở trong bao bì các thứ. Khi mà chúng ta xả ra môi trường nước các thứ thì nó vô tình nó đã gây ô nhiễm cái nguồn nước đó rồi. Vấn đề sâu xa cũng giống như là trong video Chi Cô Đẹp Ma mình đã nói. Tất cả các sản phẩm vi sinh đều là lợi dụng những sự ít hiểu biết của người nông dân để mà làm tiền. Pseudomonas này thì mình không có chỉ các bạn cách tự nuôi cấy được, bởi vì nó cần những cái điều kiện nuôi cấy nó gọi là chuyên phòng thí nghiệm hơn so với Chi Cô Đạc Ma nên mình không tự nuôi cấy ở nhà được. Nhưng mà cái này nó lại nuôi cấy rất là nhanh, chưa tới 2 ngày, chỉ trên 30 tiếng, 36 tiếng thôi là nó đã nuôi cấy ra được một mẹ Pseudomonas rồi. Nó rất là nhanh luôn. Chứ bản chất của các sản phẩm vi sinh nó không có thực hiện tốt cái nhiệm vụ của nó đâu. Cái tỷ lệ hoàn thành tốt nhiệm vụ cực kỳ thấp luôn. Video Chi Cô Đạc Ma mình đã nói rồi. Mà cái đồng tiền của chúng ta bỏ ra mua không hề đáng một chút nào hết. Thay vì chúng ta bỏ tiền ra mua những cái sản phẩm vi sinh này thì chúng ta hãy cố gắng đầu tư để mà thay đổi cái vườn của mình cho tốt trước đã. Vườn mà không tốt thì nó mới có bệnh. Các yếu tố đất đai rồi pH đất này, độ ẩm đất này, các thứ tất tần tật đều ổn hết thì vườn nó sẽ hồi phục liền, không thể nào mà bị bệnh được. Vườn mình là chưa ổn thì nó mới bị bệnh, nên thay vì đi mua những sản phẩm này thì tốt nhất là mình hãy thay đổi cái vườn của mình trước đã. Mà cái vi sinh nó cũng rất là hay nha, trong hướng dẫn sử dụng ấy thì họ vẫn cứ yêu cầu mình, ngoài cái việc sử dụng cái sản phẩm vi sinh này thì họ vẫn dạy mình là thay đổi các yếu tố môi trường để mà tình trạng bệnh nó cải thiện tốt hơn. Thì cũng là một thủ thuật còn gì.
Bởi vì nếu như mình thay đổi những cái đó thì bệnh tật nó sẽ tự thuyên giảm rồi, cứ chưa chắc là cái tác dụng đó là của cái vi sinh họ bán cho mình nữa rồi. Nhưng mà mình đâu có nhận ra được, bởi vì mình chỉ biết là từ khi mình sử dụng cái sản phẩm này thì vườn mình mới được cải thiện, thì mình sẽ tin thôi. Và mình xin tổng kết lại là với sản phẩm Chico Đạch Ma hồi trước mình nói ấy, thì mọi người có tiền thì mọi người vẫn thoải mái mà dùng, không vấn đề gì hết. Nhưng mà với sản phẩm Pseudomonas này thì mọi người sẽ nên sử dụng cẩn thận hơn, bởi vì nó còn chứa nhiều nguy cơ nguy hiểm khác nữa, mình không thể nói hết được. Nên mọi người cũng cẩn thận khi sử dụng cái sản phẩm này. Nếu như mà cơ thể mình không được khỏe mạnh hoặc là mình đang có những vết thương trên người thì cẩn thận khi sử dụng nha. Bởi vì vi cái này là vi khuẩn, cái Chico Đẹp Ma nó là nấm, còn vi khuẩn ấy thì cái khả năng gây bệnh nó sẽ cao hơn ấy. Bởi vì nó phát triển nhanh hơn nấm rất là nhiều. Nấm thì cả tuần nó mới phát triển, còn vi khuẩn thì mới có một ngày nó đã phát triển lên rồi, nó rất là nhanh. Xét ra thì nó sẽ nguy hiểm hơn là nấm. Còn tác dụng thì mình vẫn nhắc đi nhắc lại trong rất nhiều video là không nên quá tin tưởng vào các sản phẩm vi sinh. Sản phẩm này mình không hiểu biết nhiều nên mình không dám nói nhiều. Nhưng mặt bằng chung cũng như nhau cả thôi, là tất cả các sản phẩm vi sinh họ đều ghi vào trong đó công dụng, tác dụng của nó rất là nhiều, nhưng tác dụng thực sự nó cũng không là có bao nhiêu hết. Mình không biết nhiều nên mình không dám nói nhiều. Nhưng mình khẳng định là tác dụng nó không có được nhiều giống như người ta ghi trong bao bì đâu. Và liều lượng chúng ta dùng mà muốn đạt được như trong bao bì nó ghi thì phải dùng nhiều hơn bao bì ghi mới được. Và cũng chú ý đến cái hạn sử dụng của nó nữa. Bởi vì bao bì nhiều khi ghi hạn sử dụng cả 6 tháng, nhưng mà chỉ cần 3 tháng thôi là cái mật độ trong cái gói đó nó đã giảm đi rất là nhiều rồi, không giống như trên bao bì nó ghi nữa đâu. Video ngày hôm nay mình chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.